up here in the top right in the blue for Dinner at Green Wings. One of the Zerg players. Vâng, chào mừng các bạn. Chúng ta đến với cả game đầu thứ 6 diễn ra trên map Habitation Station. Đây chính là game tụ rớt màu đỏ. Đi tìm Katy Roster. Anh Action. So, about his most recent wins, he's actually on TLPD's stats. I haven't looked at Ali Gulak yet, but so looking at TLPD. Vâng, tất nhiên là chúng ta không thể so sánh với cả AOE được. Tại vì là ở Việt Nam thì AOE vẫn là cộng đồng lớn nhất. Kể cả là những giải đấu của LOL ở Việt Nam thì nó thật là cũng không thể nào so sánh với cộng đồng của AOE được. Mình làm ở công ty mình làm ở Game TV mà cho nên là mình biết những trận đấu thực sự cân não nó lên đến khoảng tầm 50.000 người thì kể cả có LOL luôn. tuy nhiên là chúng ta không nên so sánh cộng đồng làm gì cả, tại vì cái gì nó cũng có cái lý của nó cả. Chúng ta không nên không so sánh làm gì cả, mất thời gian ra. Chúng ta nên tập trung vào việc phát triển thôi. Hiện nay thì chúng ta có một trận GVG ở trên map Habitation Station. Roger là game thủ Z rớt màu xanh ở bên tay phải, còn Action là rớt màu đỏ ở bên tay trái. Hai game thủ của chúng ta hiện nay thì đều đang chơi rất giống nhau với việc là lên swarming pool sớm thưa các bạn. Với việc lên swarming pool sớm thì nghĩa là họ đang chuẩn bị lên cho mình rớt link sớm đây. Nếu như tôi nhớ không nhầm, trận này hai game thủ của chúng ta hình như đều xích pool như vậy. Vâng, xích pool rồi. Cả hai bên đều lên 4 rớt link như mình. Vâng, một trận đấu để nói là cả hai bên đều chủ động chi nhau này rồi thì có lẽ là sẽ rất là hài hước đây. 4 con rớt link thời điểm, vâng, 6 con rớt link rồi. Theo tôi kinh nghiệm mà tôi biết thì những cái thời điểm này thì họ sẽ thường chỉ lên 6 con rớt link thôi. Đây chỉ là một build bán Onin, tức là lên 6 rớt link, sau đó bắt đầu họ lên drone, lên thêm queen ở nhà. Vâng, để có thể là harass mỏ với phương lúc, sau đó bắt đầu quay trở lại để mà macro game thôi. Chứ họ sẽ không làm những trò vớ vẩn nữa đâu. Bạn Nguyễn Đình Luật sai rồi. Bạn nhầm một điều là cái con số thống kê của bạn là sai hoàn toàn rồi. Trận có chim sẻ đi nắng này nó đã khoảng tầm 14 đến 15 nghìn view ở trên kênh Talk. Chưa kể là thêm vài nghìn view nữa ở bên trên kênh YouTube. Còn những trận mà thực sự hot hơn nữa thì số lượng view của nó sẽ từ 20.000 cho đến 50.000. Cái đó thì mình không kê thêm làm gì cả. Hiện nay chúng ta nhìn thấy rằng Action anh ấy đang lên cho mình Billingnet rồi. Vâng, Billingnet rồi thưa các bạn. Ở phía bên kia sao đây? Rồi chưa làm gì cả, anh ấy vẫn đang tiếp tục móp ra cho mình thêm drone và nâng cấp speed cho Dương Linh. Vâng, như vậy có nghĩa rằng là game thủ Action anh ấy sẽ chơi một cách rất là bình tĩnh. Anh ấy sẽ đang tức là theo như cái bài bản mà chúng ta vẫn hay chơi, tức là lên đến một mức ở đó thôi, sau đó bắt đầu là quay về macro game. Hiện nay anh ấy Action đang chuẩn bị macro game, anh Roger chuẩn bị macro game rồi. Còn Action hiện nay đang bắt đầu giấu Dương Linh, giấu bên Linh ở nhà. Các bạn thấy rằng hiện nay Dương Linh chạy lông nhông ở đây rồi, vẫn còn mất một Dương Linh đang ở đây. Vâng, Action hiện nay không thể cho phép đối phương có cơ hội phát hiện ra được build của mình. Hiện nay Roar mới bắt đầu đặt xuống cho mình nhà Billingnet. Vâng, bây giờ mới bắt đầu đặt xuống nhà Billingnet. Tuy nhiên trận đấu lần này, vâng, hiện nay Zerling bắt đầu di chuyển rồi. Hai con bên Linh đang móp ra ở vị trí bên này cho game của Action của chúng ta. Trong khi đó thì Roger còn đang tập mải mê với việc bắt mấy con Zerling ghẻ ở đây. Vâng, Zerling này nó đang thu hút sự chú ý của Roger để đưa cho đàn Zerling của đối phương ra ngoài. Sau đó là bên Linh và đàn Zerling chính của Action sẽ lao thẳng vào phía bên trong nhà. Vâng, lao rồi, cắn nhau thôi. Hiện nay bên Linh nét của Roger vẫn chưa hoàn thành xong. Anh ấy sẽ cần phải chờ cho Speed Linh hoàn thành xong, sau đó chờ cho thêm cả Roger. Vâng, hiện nay bên Linh bắt đầu móp rồi. Tôi nhìn thấy 4 con bên Linh của Roger đã bắt đầu móp ra, nhưng không biết có kịp không đây. Zerling đã lên đây rồi. Billing đang đây, ôi rồi nổ một quả rồi, nổ quả thứ hai nhưng có vẻ không ăn thua. Hiện nay rớt linh của game thủ Action đang tràn ngập ở cái vị trí vỏ bên này. Vâng, anh ấy đang bắt đầu ngồi cắn rớt linh, cắn thêm cả drone nữa. Vâng, Billing đang có mặt đây, Billing đang mặt đây, ôi chạy. Vâng, anh tắt rồi, anh ấy đã tắt rồi. Hai con Billing đã nổ rồi, vẫn còn hai con Billing nữa ở vị trí phía sau kia. Roger, cần phải tắt. Ôi trời, không được rồi, một con nổ đã nổ lung tung rồi. Vâng, một con Billing nữa của Action đã nổ rất chính xác ở vị trí drone của game thủ. Rồi hiện nay số lượng drone là chênh lệch nhau bằng 1/4 nhau rồi. Vâng,
Chỉ còn 4 con drone nữa game thủ Roger mà thôi. Có lẽ anh ấy sẽ phải gọi GG thôi. 15 con drone đã phải nằm xuống thôi. Tôi nghĩ rằng trận đấu lần này thì Action sẽ là chiến thắng thôi khi anh ấy có số lượng drone gấp 4 lần đối phương như kia. 14 lần như vậy nền kinh tế đã là một chuyện rồi, chưa kể lại còn đa dứt linh được móp ra ở nhà nữa. Vâng, bên linh chưa kể lại còn có thêm cả cái spy counter để phòng ngự kia kìa. Vâng, anh này anh ấy đang có quá nhiều, thì bạn có quá nhiều lợi thế. Action đang có quá nhiều lợi thế trong trận đấu lần này rồi. Bây giờ thì Roger sẽ làm gì đây? Odin luôn chăng? Đà dư linh của anh ấy thực sự phải nói là quá mỏng manh rồi. Trong khi đó đối phương đã có 4 con bên linh ở nhà. Các bạn thấy này, bên linh vẫn thêm 2 con nữa là tổng cộng là 6 con rồi. Chưa kể thêm Queen, chưa kể thêm Spy Counter để phòng ngự nữa. Hiện nay thì lava ra nhưng không có tiền để mob ra cái gì cả. Bên linh vẫn đang phòng ngự rất chắc chắn các bạn. Úi giời, không chết, không nổ, vẫn chưa nổ được. Một con bên linh của Roger đang lao lên. Định lao đâu đây? Lao đâu đây? Hai con dư linh đang cắn ở vị trí phía sau. Bên linh, vâng, bên linh nổi rồi, thôi xong rồi. Hiện nay thì game thủ Roger không còn có dư linh. À đâu, vẫn còn dư linh ở đây. Tôi nhìn nhầm ạ. Anh ấy vẫn đang, số lượng dư linh của cả hai bên hiện nay đang army supply, cả hai bên đang ngang ngửa nhau. Dư linh của Roger thì nhiều hơn, nhưng mà bên Action thì nhiều bên linh hơn. Riêng về lợi thế phòng ngự thì chắc chắn là thuộc về phía game thủ Action rồi. Roger bây giờ không thể nào có cách nào để giành chiến thắng trong trận đấu này nữa. Nếu như chỉ dựa vào mỗi mấy con dư linh ở đây. Trong khi đó thì income của Action thì vẫn đang tiếp tục, vẫn khai thác như bình thường thưa bạn. Vẫn khai thác tiền, vẫn khai thác ga, như vậy anh ấy hoàn toàn thể móp ra thêm giấc linh để mà phòng ngự nữa. Với anh quyết định lên cho mình rốt thôi. Vâng, một rốt vừa đã được đặt xuống ở vị trí bên này. Hiện nay thì con drone kia đang đi đâu đây, chuẩn bị đặt xuống cái gì kia. Vâng, hình như đang win thì phải. Trong khi đó ở phía bên này thì Roger đang cố gắng lên thêm cho mình drone để phòng ngự. Vâng, thực sự phải nói rằng quá khó trong cái thời điểm này rồi. Theo như kinh nghiệm của tôi thì bây giờ phải gọi bằng từ khó rồi thưa bạn. Các bạn thấy hiện nay còn vài con sức linh đây. Army supply của Roger là 4. Vâng, đó chính là ở 4 con sức linh này. Bây giờ chỉ cần mất một con sức linh, coi như mất một army supply luôn. Và khả năng thua của anh ấy lại còn cao hơn nữa. Hiện nay thì game thủ Action anh ấy đang có khoảng 4 sức linh, 4 con bên linh. Đây rồi, phát hiện rồi. Đang cắn sức linh, đang cắn win. Nổ. Ôi, bên linh. Không nổ được, thì bạn vẫn không chưa thể nổ được. Vâng, cái phòng ngự lần này của Action đến nay có thể nói là rằng là khá là dày đặc. Trong khi đó thì game thủ Roger không có cách nào để có thể tấn công bỏ đối phương được. Vâng, mọi lại một em fan hâm mộ của Katie Roster. Tay rất là trắng. Đặc điểm của con gái Hàn Quốc đó là cực kỳ trắng. Tại vì mặt trời của họ không gay gắt như kiểu của chúng ta. Hàn Quốc thì nó ở gần phía Bắc hơn. Nó không ở gần được sĩ đạo chút nào cả. Vâng, bên linh đang lao đây. Dư linh có mặt ở vị trí góc bên này. Một con bên linh lao ra, không nổ. Vâng, nổ rồi. Tuy nhiên vẫn không nổ chết được mấy con bên linh ở đây. Một bên linh nổ rồi, hai bên linh nổ rồi. Chỉ một con dư linh ở đây mà thôi. Dư linh ở đây, bên linh lao ra, bên linh cắn nổ đây rồi. Ôi, không nổ. Nổ đi, nổ đây rồi, nổ rồi. Hai bên linh đã nổ rồi, nhưng mà có vẻ không nhiều drone chết cho lắm. Hiện nay số lượng drone của game thủ Roger đã là 17 con rồi. Phải nói rằng một pha comeback khá là thần kỳ, nhưng bây giờ anh ấy mới chỉ có một mỏ. À không, đã ăn hai mỏ rồi. Hai game thủ đều đang ăn hai mỏ. Cái game thủ đều thế nào? Hiện nay tôi nhìn thấy ra game thủ Action đã có mỏ 2. Có mỏ 2 lại còn có thêm cả rốt, hai sparkler phòng ngự nữa. Trong khi đó game thủ Roger hiện nay mới đạt xuống được cái mỏ thứ hai cho mình một chút mà thôi. Vẫn còn quá sớm. Và có thể nhìn thấy rằng hiện nay thì game thủ Action đang thi đấu rất chuẩn bài rồi. Nếu dùng từ chuẩn bài có lẽ là nó sẽ đúng hơn. Giờ chuyện gì sẽ bao xảy ra đây thưa bạn? Giờ chúng ta hãy cùng chờ đợi xem. Chúng ta sẽ bắt đầu sẽ phải làm gì bây giờ đây? Chúng ta sẽ bắt đầu nhìn thấy rằng là Rốt. Vâng, Rốt đã bắt đầu di chuyển lên phía trên. Vâng, không nhìn thấy gì ở đây cả. Mấy con Rốt của Action hiện nay thì đang đi scout. Dược Linh đang ở vị trí phía sau này. Rồi bây giờ chuyện gì sẽ bắt đầu xảy ra đây thưa bạn? Hiện nay thì ôi không được rồi, Rốt bị phát hiện rồi, Rốt bị giấc linh bắt rồi. Quả này mất 3 Rốt ở đây mà thôi thưa bạn. Quả này thì mất chắc rồi, kiểu gì cũng sẽ mất 3 con giấc linh ở đây thôi. Không có cách nào nữa rồi. À nhầm, ba Rốt ở kia. Giấc linh của anh Roger quá đông rồi. Hiện nay nhìn về army supply tôi nhìn thấy rằng Roger đang có toàn là giấc linh. Trong khi đó ở phía bên Action thì anh ấy đang có đó là Rốt. Hiện nay thì như các bạn biết rằng là xu thế Dược Linh là của 2013 rồi, đã là quá khứ rồi. Roger đã sử dụng toàn bộ là Dược Linh và bên Linh. Trong đó Action hiện nay thì đang sử dụng Rốt cho mình. Vâng, Rốt sẽ là một đạo quân rất hùng hậu khi về đến khoảng tầm mid game.
khi mà cả hai bên có 3 mỏ. Hiện nay thì Game Action là người đầu tiên chủ động đặt xuống mỏ 3 ở vị trí mỏ vàng. Với việc có mỏ vàng thì anh ấy sẽ có lợi thế rất lớn trong combat thưa bạn. Vâng, bây giờ thì Rogue thôi, Rogue quyết định lên Rogue cho mình rồi. Hiện nay thì nhìn về số lượng Rogue chúng ta thấy rằng là Rogue đã có khoảng tầm 27 con rồi. Vẫn ít hơn so với cả đối phương quá nhiều. Hiện nay thì quân đội của Action liên tục đẩy lên ở vị trí phía trên này thưa bạn. Bắt đầu chiến vị trí Senna Tower rồi. Giờ thời điểm mà nếu như mà Roger muốn counter attack sẽ counter attack luôn, đúng rồi. Counter attack bắt quân Queen rồi. Bắt Queen ở vị trí sau thôi. Đã Queen đã được hồi máu rồi. Hồi máu phát nữa. Vâng, có thể nói rằng là quá khó. 3 phát hồi máu liền. Không thể nào bắt nổi Queen. Bây giờ là một pha tấn công bằng Rose thưa bạn. Đây chính là một pha phồng tôm thưa bạn. Một pha phồng tôm đối phương. Mất luôn 2 Queen rồi. Rose là một trong những Matt Rose là một trong những trò phồng tôm của các game thủ rớt. Họ gần Matt Rose sau đó tẩy ra mỏ đối phương. Xong là thắng thôi. Vâng, chỉ cần micro thêm một tí thôi là sẽ thắng thôi. Hiện nay Zerling có mặt ở đây. Vâng, hiện nay Rose đã chiếm vị trí phía trên rồi. Rose đã chiếm vị trí ở vị trí Ram rồi. Tuy nhiên vẫn còn Rose đang đẩy lên ở vị trí trên này. 4 Rose ở phía dưới đang bắt đầu ngồi phá cái Spy Counter. Rose ở vị trí trên chiếm hoàn toàn Ram và sau đó block Ram và cũng như là bắt được thêm cả Rose ở vị trí dưới nữa. Vâng, có vẻ không ổn rồi. Quân đội của Ison đang quá đông và như vậy là vừa rõ gọi GG. Vâng, và như vậy là GG rồi. Tỷ số của ta đã kết thúc. Tỷ số đó là 4-2 thưa các bạn. Team KT Roster giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2 trong ngày thi đấu đầu tiên. Và như vậy là team KT Roster đã có được một điểm đầu tiên cho đội của mình rồi. Ngày thi đấu đầu tiên, KT Roster đã mở màn với trận đấu của Maru và Start. Start đã giành chiến thắng khi không có được bất kỳ một cái phiếu bầu nào. Start đã thi đấu rất tốt trong trận đấu với Maru. Flash ra quân ở trận đấu thứ 2 và giành chiến thắng lần nữa, mang về 2 điểm cho đội của mình. Chu ra trận cho Gene Greenwing và mang về 1 điểm trước Mungsik. Tuy nhiên ở trận đấu thứ 4 thì TY đã giành chiến thắng một lần nữa và như vậy là 3-1 cho KT Roster. NOS ra quân, NOS là quân bài chủ lực của Gene Greenwing ra quân và giành chiến thắng trước Z với tỷ số không phải tỷ số nữa mà lúc đấy là mang về điểm số thứ 2 cho đội của mình. Tuy nhiên ở trận đấu thứ 6, trận đấu cuối cùng thì Action đã thi đấu quá hay trước Roger. Và như vậy tỷ số chung cuộc của ông ta đã có, và như vậy tỷ số của ông ta chung cuộc đó chính là 4. Thưa bạn, vâng, đó chính là 4-2. Thì chúc mừng Action, thì chúc mừng team KT Roster. KT actually really did everything they needed to do today. I mean, let's be real, like the matches that we didn't think they were going to take, like they mainly took those. Action and Stats. Those are the two games where I thought it was going to go the other way and I thought Jenner was going to win, but KT did. Và có thể nói rằng một trận đấu rất hay và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Sau khi sau màn này chúng ta sẽ đến với cả phần đánh team ở trên NA. Thế này team của mình thì mình đã khá cố định rồi với thuốc lào, với thím tèo. Không biết là hiện nay đội trong Hồ Chí Minh đã tuyển xong team chưa. Mình sẽ lên trên NA ngay bây giờ.